Thì giờ anh em quay trở lại cách của trang Business Sky Pro, và hôm nay mình hướng dẫn anh em cách farm được 1 tỷ rainbow coin. Farm được 1 tỷ rainbow coin này nhá anh em. Farm được 1 tỷ rainbow coin trong vòng 1 ngày anh em ạ. Đầu tiên bao gồm nhá, 1 tỷ rainbow coin farm sẽ gì? Farm làm theo mình nghĩ anh em. Ví dụ mình sẽ sử dụng cái gian pet của mình farm. Farm nhá, sẽ thử bấm giờ để xem thời gian farm của mình sẽ thế nào nhá. Đây nhỏ ra rồi sau đó này đó bấm tờ farm đây được con ăn mình vừa farm đợi trong lúc này thì anh em biết thì mình đã mở áo bán áo này anh em mua mở robux như anh em áo này anh em thích mua thì anh em mình gửi trên phần link mô tả như anh em. Và link mô tả nha anh em nhá. Đấy, và sắp tới mình còn định sắp tới xem khi nào lên ngày lên hay hơn thì mình cày sáu quốc xong giờ mình chỉ còn mỗi là cái việc là săn con mình tìm đi mở khóa con hưu cấp thích và con hưu hết trực khác để lương này phá xong bây giờ bấm giờ nhá. Bắt đầu bấm giờ rồi. Bắt đầu bấm giờ rồi. Bấm giờ rồi. Rồi, cái bước mà cái boost meter cao hơn này. Đã bắt đầu bấm giờ rồi. Trong lúc thời gian của nó này. Mình theo mình nghĩ là một cái đường này phá xong thì sẽ được 10 triệu game, 10 triệu trợ nhập 10 triệu rainbow coin. Mỗi lần farm nếu nhiều tiền hơn, nếu như pet down mạnh hơn thì phá nhanh hơn. Thì mình dùng toàn đội toàn royalty, con này thì royalty này, như có cái mình dùng super tiêu buộc cũng thêm này, string bar cũng thêm rồi. Rồi đây pet thông đây không phá đang chậm mỗi phút đã cứ phá được cái rương như mình nhá. Nếu đội hình của mình là như vậy này, 12 con pet như thế này này, đội hình mạnh của mình này, 12 con pet như vậy chắc phá bao lâu rồi, chắc phá gần sẽ là 1 phút 20 hoặc 30. Đây là phá xong rồi, để xem phá xong rồi giờ bấm dừng lại nhá. Rồi đây chỉ 1 phút 32 giây thì anh em tăng được lấy 1 phút 32 giây mình tăng được 10 tăng được khá hơn là 14 hay là 13 triệu trên đấy đó thôi, chúng ta là 14 nhá. Đây mình sẽ tính toán 72 giây theo của mình nhá, đây 2 giây nhá theo của mình nhá. Còn mấy youtuber khác thì farm chỉ cần mất 10 giây thôi là được rồi đấy. Số tiền đang lên cao đây, ví dụ này này 14 nhé, mỗi lần farm anh em được 14 triệu nhá. Vậy á, thì so sánh lại anh em ạ, nếu anh em farm tổng 10 phút thì sẽ được là 130 mấy triệu, 139 triệu này, 139 triệu xong mình farm này 139 triệu xong mình farm nhá, 1 tiếng rồi sau đó này mình đến 1 triệu 30 đây cái nhá, đây là cái này sau khi anh em farm xong trong 100 phút nhá, tổng là 1 tiếng 40 phút, tổng 1 tiếng 40 phút sau khi farm được là farm được khá này, đấy farm được 1 tiếng 40 phút lại anh em farm được riêng đây xem này, đi farm này, giờ là chia cho 92 cho của mình nhá, cứ 1 phút rưỡi là farm 10 9 8 0 69 thì đúng hơn mình nhà vợ rồi.
mình hôm nay chỉ dẫn anh em farm 1 tỷ anh bao coi cho một ngày trong game FX thôi. Anh em nhớ like, subscribe 24 ngày ra video nhé. Bye anh em.